Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an huyện Đông Hải chiều hôm qua đã tiến hành vây bắt đối tượng Phan Văn Phi, sinh năm 2004, thường trú tại khóm 2 phường 8, thành phố Bạc Liêu về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn huyện Đông Hải. Vào khoảng 15 giờ cùng ngày, trong quá trình tuần tra tại ấp Gò Cát, xã Điện Hải, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra. Thì Phan Văn Phi bước xuống xe, đối tượng còn lại lái xe bỏ chạy. Qua kiểm tra, trong người Phi có một gói thuốc lá, bên trong có hai bịch ni lông trong suốt chứa các hạt tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy. Phan Văn Phi đã bị lực lượng chức năng tạm giữ tại nhà tạm giữ thuộc Công an huyện Đông Hải. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt đối tượng còn lại.